Chẳng thôi không ăn những điều lợi ích còn lâu, cả tam giới thừa ân phổ gặp đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích cả rõ ràng. Các pháp nói vì còn ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầm chỉ đi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Bà Dạ, Nam Mô Sẵn Khà Dạ, và kính bạc chị đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng và sau phần lễ bà cùng những vật trì quy giới cũng như thỉnh pháp sư đã xong. Dạ, và Tham Bà dạ sa thú lành thai, kính cảm ơn Bụt Vát Tha Na. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn Bụt Vát Tha Na. Cảm ơn sự đang đam cho mình biết được tín hiệu. Con thành kính lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhật bình kính thăm má cha rí khoa học minh quát tha đằng đạo đạo sức ca đờn. Kính chào Giác Ngộ, kính chào Minh Ngọc, mến chào Thi An Lạc, mến Khoa Nghiệp, mến chào sức Rạng Đông, kính chào Su Su, kính chào Thiện Nam. Hôm nay không có cảm ơn. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh tôn đức, được bình kính có đạo trang. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Thiện Hạnh. Dạ, cảm ơn Thiện Hạnh rất là nhiều. Rất là vui khi lúc nào cũng thấy Thiện Hạnh tinh tấn trong thiện pháp. Dạ, cảm ơn Thiện Hạnh. Dạ, nghĩ là hôm nay chắc cái đường truyền của Thượng Tọa Minh Hạnh có vấn đề nên sư vào trễ với con bạch sư. Sư có ăn vui không bạch sư? Dạ, cũng cực lắm vì khi mà vào đường nghe rồi nên giờ này sư mới vào. Dạ, con kính chúc sư được ăn vui. Dạ, năm nay dạ. Dạ, bây giờ mình thấy trong đạo tràng thì không có quý sư. Dạ, mà bây giờ, dạ, bởi con biết mà con thấy sư bảo trễ là con biết sư rất là cực với đường nét rồi. Dạ, ở đây con đôi khi con cũng bị hoài chứ không phải đôi khi nữa, bị hoài. Có khi thì đường nét, có khi thì má, coi như là, dạ, mà phải chấp nhận, dạ, phải chấp nhận tương đau. Nhưng mà, dạ, nên là, mà có gì thì riết bạch sư. Dạ, bản thân con bị bò thóp cái máy nó giật con riết, con quen rồi. Dạ, con quen, con gặp mấy trường hợp đó con không có mến chào cảm ơn. Con không có bị bước trước đây con mới vào bệnh thóp, con bị mấy trường hợp đó nó hồn cũng khùng luôn á. Dạ, cũng khùng luôn, nhưng mà bây giờ con chấp nhận tương đau rồi mò mẫm biết nó cũng qua, con mò mẫm biết nó cũng qua. Nhờ vậy nha, cứ mỗi một lần thất bại thì lại có thành công. Dạ, cái lần sau gặp vậy chứ biết không, xin thì con thấy không có quý, con cũng xin nói một chút. Có một lần đó mà sư, con không biết con làm sao, con không biết con đụng nhờ cái gì mà cái màn hình con là không có con muốn khùng luôn, mà đã tới giờ vô luôn rồi làm sao đây. Dạ, rồi con điện thoại cho người này, con điện thoại cho người kia, cuối cùng thì con đã làm được chứ. Dạ, bởi vậy cái trạng hình nó lại ngược lại. Dạ, khùng
Dạ, không có điều gì thôi, càng nhận quên kính mời cô tu lửa thăm ái cái đấy. Bữa nay bớt ho chưa cô? Nếu cô bớt ho thì cô đưa tay cô xung phong để kể về kinh 229 đi. Tại vì phải nói là cô cũng có một dòng kể rất là hay à. Cô là tu nữ nên tiên phong đi cô. Rồi, nhận quên kính mời Quynh Quá Thành Nam. Mến mời Rạng Đông, mến mời Sương Mai, kính mời cô Ái Minh, Cẩm Vân và Nhật Quỳnh, kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Vị nào có thể thì cứ việc đưa bằng ta xin là vui. Dạ, xa thú lành thai, xa thú bàn tay của cô phụ nữ thăm má chơi đi. Xích Rạng Đông, Sương Mai, Cẩm Vân, Rạng Đạo, Quỳnh ngồi nghỉ chút đi ha. Dạ, anh đã nghe. Rồi, Nhật Quỳnh, mời cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Tôn Quyền, Tam mô Tam Đức, cho biết là nghe rõ. Nhà phần kinh nhân lễ chư Phật, phần kinh giáo pháp, phần kinh nhân lễ chư tăng, nhà phần kinh nhân lễ chư tòa, chư tôn thần những anh em được. Mà con không được biết, nhà xin chào chú Quan Thế Âm, cô Nhật Quyền, cô Ánh Minh, cô Giảng Đông, nhà cô Sương Mai, nhà xin cô bớt dùng cho cái bài ấy, bài nó chạy đó. Dạ, cảm ơn chúng ta đã. Dạ, sau đây là bộ kinh 229. Danh chê huynh nhô và sáng sáng tí Anu huynh A luôn tìm mê tha quýnh bánh nhà xin hai tay danh hình nhu và sáng sáng tí A luôn quýnh cha su quê su quê A chị ta buồn tìm mê tha quýnh bánh nhà xin nhân chế huynh nhu và sáng sáng tí a su quên a chi đa quân tìm mê tha quên bánh nhà xin đã sáng sáng thật xếp kỹ bậc có chi đa tháng tháng không vì biết đầy giới định tuệ đó là thổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu hoàn toàn bị chúng chê dèm hoàn toàn có khen luôn chê bài trí nhân thẩm xét hàng ngày khen bậc giác đủ đầy uy nghi đó là thổ thơ của hòa thượng Đế Thích và con đã đạo hồi xin mời các bạn đi tiếp. Con kính lễ Tam Bảo ơn Phật ơn Đức Pháp và Đức Tăng lễ Bảo Hạnh. Cô tu nữ Tham Mát Chá Rí, con kính rạng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho câu pháp cú số 200. Ê Quỳnh Tăng Sạc Tí, Á Nú, Quốc Chá Su Quê Su Quê, Á Chí Tát Tình Mê Tha Vinh, Bàn Nhà Sĩ Lá Sám Tăng. Nhân chê huynh nhu bác tầm lý á nu bích cháu su quê ấp chích đá vút mê thân nhà xì lá sa mái tăng nhân chê huynh nhu bác sa su quê
Tinh mê tha minh bánh nhà si lá xa thấy tăng sáng sáng thấm xét kỹ bậc có trí tán tháng bậc trí không tư hết đã định tuệ ẩn dịch của hòa thượng Thích Minh Châu giam dê nhu bá sàng sàng tí áo bích cha su về su về ác chí đa vũ tình mê tha vinh bằng nhà xì lá sa mà hi tăng hoàn toàn bị chúng chê về quán có khen luôn chê hoài trí nhân thẩm sáng hằng ngày khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi bản dịch của sư đức hay là chị sư mai chị rằng con kính con kính quý bà quý cô tu nữ và xin kính chào chú giáo sư. Con xin đọc cuốn chính trên nhu quả sang xanh tiết áo út chít quê chít đá tùm mê ta quên nga si lá sa ma dành chê quyên nhu quả sang xanh tiết án út quýt cha xú quê xú quê chít đá tùm mê ta quên nga si lăng chê quyên quả sang xanh tiết án út su ác chít đa quyền bề tha quyền phật ban nhà si lá quỷ tăng dân chế quyền nhu tăng xa núi cha su bề ác chít đa quyền bề tha ban nhà si lá quá xa ma hí tăng dân chế quyền bà sang san ti an núi cha su quê ác chít đa tùng tiền mê sang quỷ ba nhân si la sa ma hi tăng dặn chế quy nhu ba sanh san thi anu vít cha su quê a chi đa vút thiền mê san ba nhà si la là ma sa ma hi tăng dặn chế quy nhu ba sanh san thi anu vít cha su quê a ti tha un tin mê tha win ba nhà si la sa ma hi tăng sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán bậc trí không tì vết đầy đủ giới định tuệ và bản chuyển ngữ hòa thượng Minh Châu hoàn toàn bị chúng chê dèm hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài trí nhân thẩm xét hằng ngày khen bậc giác hạnh và kính nhân mới thích chị cô Cẩm Vân ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thần, dạ, Nam Mô Thanh Mình, dạ, Nam Mô Sân Thân, dạ. Con kính lãnh lệ Đức Phật, con kính lãnh lệ Sân Thân, dạ. Dạ, con kính lãnh lệ Đức Phật, con kính lãnh lệ Thượng Tòa Minh Hạnh, dạ, con kính lãnh lệ Kính chào Thượng Tòa Minh Hạnh, dạ, con kính lãnh lệ Thượng Tòa Minh Hạnh, dạ, con kính lãnh lệ Thượng Tòa Minh Hạnh, dạ, con kính lãnh lệ Thượng Tòa Minh Hạnh, con lý là một con nhân chúng sinh lập ông bài ô Phật bố số hai con chân chê vinh minh ô phá sanh sanh tứ an lô giá su về su về ăn chip đá quyền xin ngồi mê hà quyền phút tâm nhà xì lá quyền xá mà hí tăng nhà xì lá quyền chê xá mà hí tăng xăm tí ăn chip đá quyền xin ngồi ác chip đá quyền xin ngồi mê hà quyền đá quyền tâm mê hà quyền bằng nhà xì lá xá mà hí tăng sáng sáng thẩm xét kỹ
bậc có trí tán thán mà trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ bản dịch của hòa thượng Minh Châu, hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài. Trí nhân thẩm xét hàng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi. Bản dịch của hòa thượng Giới Đức và tổng dân đã ôn bài xong, mất ngôi bàn tay để sự tịnh đạo. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 229. Dằn che vin nhu bà sang sang tí anu vít cha su về su về a chít đa bút tìm mê ha tha huynh bánh nha si la sa ma hi tăng. Dằn che vin nhu bà sang sang tí anu vít cha su về su về ác khi tha bút tìm mê tha vinh bánh nha si la sa ma hi tăng. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định tuệ. Đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dằn che vinh nhu bà sang sang tí anu vít cha su về su về chi tha bút tìm mê tha vinh bán nha si la sa ma hi tăng. Hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài. Trí nhân thẩm xét hàng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi. Đó là phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, xin gửi mít luôn quá thân á. Sa thu sa thu lan thầy si ta tịnh đạo. Nam mô Bất Tha Giá, Nam mô Tham Ma Sẵng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tham Ma Chari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể bài kinh pháp cú số 229. Yan che win nhu pa sang san ti anu vi cha su ve ak chit da vu ting me tha win pan ya si la sa ma hi tang. Yan che win nhu pa sang san ti anu vi cha su ve ak chi da vu ting me tha win bản nhà si la sa ma hi tăng. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ hình tuệ. Bản dịch của ngài Minh Châu: hoàn toàn bị chúng chê dèm, hoàn toàn chẳng có khen luôn chê hoài. Trí nhân thẩm xét hằng ngày, khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Thà Dạ. Xin mến mời Sita Ái Bình tiếp theo. Ôi! Dạ, và thứ và thứ mình thầy kính cảm ơn Vinh Giác Thầy Má. Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ. Nam mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ cô tu nữ Thanh Mai Chari, kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn chị Hạnh Đông, con xin phép được trả bài câu pháp cú số 229. Dành về Evinu bát san san ti anuvicca su về ác chít đa vút tình mê tha vinh đệ bàn nhà thì đa sát mà hi tầng. Dành chê vinh nhô bà sang san ti anuvicca su về
ở chiến đa vương tình đề tha huynh bằng nhà si la sa ma hi tăng sáng sáng thẩm xét kỹ bậc tấn tán tháng bậc trí không tỳ vết đầy đủ giới định tuệ bản dịch của hòa thượng Minh Châu dành chế tinh nhu ba phần tâm tỳ a nu vi cha tu về tu về ông chính đạo quân tình đề tha quân bằng nhà si la sa ma hi tăng giam chê gần nhiều bát sàng sàng tí anu viết chát su quê ấp chít đá quốc tình mê thò vương bằng nhà thì lá sát mà hi tăng hoàn toàn bị chứng chê dèm hoàn toàn chẳng có khen lương chê hoài chứng nhân thẩm xét hàng ngày khen bậc giác hạnh đủ đầy uy nghi phổ thơ của hòa thượng Duy Đức và kính nhân lúc này đào tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Ai Minh. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan nam vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đàn Đông. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh mến chào Xuất Khá, kính chào Gia Nhân Răng Rụng. Kính chào anh chị Phan Quang Điêm. Dạ, Xu Khá ơi, Xu Khá vào lâu mau rồi, nãy giờ Nhật Quỳnh không có chiếc máy. À, nếu Xu Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Xu Khá nha. Dạ, dạ kính chào Nhất Diễm Hồng. Dạ, mời bàn tay Xu Khá nha, kể trước đi nha. Mời Xu Khá. Alo. Con cảm ơn cô. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ 229. Dòng chê quyền nhu pa sang san tí alo bích cha su về a chi đá vút tình mê tha vinh pan nha si lá sa má hi tăng rằng chê vinh nhu pa sang san tí alo bích cha su về a chi đá vút tình mê tha vinh pan nha si lá sa má hi tăng dòng chê vinh nhu ba sang san tí a lô vít chá su về a chí đá bút tình mê tha vinh tan nha si ná sam má hi tăng sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán than bậc trí không tì vết đầy đủ giới định tuệ bạn dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kính gửi như thế nào trả năm câu. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Khá. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đại lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào trà. Dạ, cảm ơn rằng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn được một phút. Dạ, con xin đọc một lần bài Pháp Cô Kinh số 229. Dành chê vinh nhu ba sang san đi anu quyết chát su quê át chít át quốc tình mê tha quyên bạnh nhà si lá sa ma hi tăng sáng sáng thẩm xét kỹ bậc có trí tán thán bậc trí không tì vết đầy đủ giới định tuệ. Dạ, đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xu Khá, cô Ai Minh, Quỳnh Quá Tha Ná, Xích Tràng Đạo, Xích Cẩm Vân, Xích Sương Mai, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tham Má Cha Rí đã hoan hỷ lên kỵ kinh. Và bây giờ thì giờ ôn bài của chúng con đã hết. Đã đến giờ chúng con học bài mới.
Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 230. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn huynh cho bài học. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh. Dạ Sa Thủ là ai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư. Sa tú lần thai kính tri ân sư tên Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nghe nhỏ. Cái máy này nó ngộ thiệt chứ mình không có xài, mình để cái nó tự động nó nhỏ lại, nó xuống balance, tức là nó xuống 50. Mỗi lần mình nói đó thì mình phải chỉnh nó lên lại 70 hoặc là 90. Dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Dạo này nó nhiều chuyện quá. Dạ, hết người này bệnh rồi tới người kia bệnh. Chúng tôi mới có một người quen vẫn sống khỏe khoắn bình thường vậy đó. Cái đi khám bác sĩ người ta cho biết là bị ung thư. Cái tai họa nó đến là đúng là mình không có thể biết được. Thành ra đó hôm nay chúng tôi sẽ xin được xuống mít sớm. Chúng tôi sẽ đọc cái câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau vào tìm hiểu ý nghĩa từ vựng cùng với việc dịch văn xuôi. Câu kệ pháp cú hôm nay chúng ta học là câu kệ số 230, đoạn thứ nhất của câu kệ. Nết khăn, nết khăn chăm bù na đá xê quá. Nết khăn chăm bồ na đá xê quá. Chữ nết khăn hoặc là chữ nết khăn này cũng được ha. Đều có hai chữ đều xài được ha. Đồng giống nhau. Đoạn thứ hai. Cô tăng nin đi tu ma ra tí. Cô tăng nin đi tu ma ra tí. Cô tăng nin đi tu ma ra tí. Đoạn thứ ba. Dewa pinang pasang santi. Dewa pinang pasang santi. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Pramuna pipasang sito. Pramuna pipasang sito. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng về dịch văn xuôi. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, nít khăn hoặc là nít khăn. Nít khăn, nít khăn. Nó có nghĩa là đồng tiền vàng mà cái loại lớn. Có lẽ đó là thời xưa Ấn Độ đó họ có nhiều cái loại vàng nhiều cỡ. Ví dụ như là cá hấp bá ná nè. Rồi là nhỏ hơn cá hấp bá ná đó là gì đó tự nhiên chúng tôi quên. Cái này đó là nết khăn. Nết khăn là cái đồng này nó to.
từ thứ